Thưa quý vị, trong lịch sử phong kiến Việt Nam, tuy nhà Mạc là triều đại nắm triều chính chỉ giới 65 năm, từ năm 1527 đến năm 1592, nhưng đã để lại cho đời sau nhiều dấu ấn. Nổi bật là vùng đất Dương Kinh, nay là thành phố Hải Phòng, được xem là kinh đô đầu tiên của người dân vùng biển do nhà Mạc dựng lên. Trong nhịp sống muôn màu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng đất này trong phóng sự sau đây. Dương Triều Mạc do Thái Tổ Mạc Đăng Dung sinh năm 1483, mất năm 1541. Ông là người làng Cổ Trai, trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ông thuộc dòng dõi con cháu của những danh nho thời Trần như Mạc Hiển Tích, Mạc Đỉnh Chi. Trong suốt thời gian 65 năm đó, nhà Mạc đã đưa ra nhiều chính sách cải cách, phát triển kinh tế, làm cho đời sống nhân dân no đủ, xã hội ổn định. Để ghi nhớ công ơn của các vị vua nhà Mạc cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử Dương Triều Mạc một thời, nhà nước đã khôi phục công trình từ đường họ Mạc trên chính mảnh đất tổ tiên của dòng tộc để trở thành nơi mọi người đến tham quan dân hương tưởng niệm các vị vua nhà Mạc. Năm 2004, Bộ Văn hóa Thể thao công nhận từ đường họ Mạc ở Cổ Trai, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đó là lưu giữ cả một cái triều đại trong lịch sử phát triển của dân tộc. Và triều đại đó thì có rất nhiều đóng góp trong tiến trình phát triển của dân tộc chúng ta. Bởi vậy chúng tôi tu bổ tôn tạo và mở rộng cái khuôn viên di tích này nhằm mục đích để lan tỏa những cái giá trị về lịch sử tới là các tầng lớp nhân dân, các giai tầng của xã hội. Khu tưởng niệm Dương Triều nhà Mạc được xây dựng trên diện tích hơn 10 hecta, gồm chính điện nơi thờ năm vị vua Triều Mạc định đô tại Thăng Long, giai đoạn 1527 đến 1592. Khu vực này là quần thể di tích lịch sử khảo cổ, bên cạnh các công trình kiến trúc được xây mới, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.